Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tập làm văn. Các con thân mến, sau đây cô đọc cho các con nghe bài văn tả một cây non mới trồng. Mời các con tham khảo. Tập làm văn, đề bài tả một cây non mới trồng. Bài làm, khu vườn nho nhỏ nhà em luôn xanh tươi bởi không bao giờ thiếu bàn tay người chăm sóc. Từ những cây lớn vươn rộng bóng mát cho tới những cây hoa nhỏ xinh, khu vườn nhà em đều có cả. Người thân trong nhà em ai cũng thích trồng cây và ngắm nhìn những cây xanh dần lớn, đặc biệt là khi chúng chỉ là những cây non mới trồng. Hàng năm, cứ vào mùa xuân, gia đình em lại tổ chức trồng cây trong vườn. Năm nay, bố em bảo trồng thêm cây mít để vừa có trái ăn lại thêm bóng mát cây mít con có rễ ủ trong túi đất vẫn còn bọc bởi túi ni lông thân cây mít mảnh rẻ nó cũng chỉ bằng ngón tay bút út của em toàn thân nó xanh thẫm trên đầu nó có hai lá tai hai chiếc lá hơi cong cong chum chum lại như cái gáo múc nước nhỏ bố em bảo những chiếc lá đầu tiên bao giờ cũng là chiếc lá quý giá nhất vì nó là toàn bộ nền móng để cây lớn lên sau này bố em đặt cây mít con vào khoảng đất tơi xốp đã được đào sẵn cho phân chuồng và phủ một lớp đất màu lên sau đó cẩn thận đắp lại đất nền giữ cho cây non này không bị ngả sang các bên sau khi đã trồng xong em và bố cùng nhau dùng nước tưới cho cây non này lượng nước tưới cũng vừa đủ vì cây non còn rất yếu không thể tưới nước nhiều như thế sẽ bị ngập úng cây sẽ dễ bị chết nhờ mưa xuân tiếp sức cây non ấy đã bám đất bén rễ tươi tắn ban đầu từ hai lá mầm những chiếc lá mới khác đã xuất hiện cây cao được gần một mét thân cây màu nâu sẫm cây vẫn còn yếu ớt nên gốc cây chưa chắc chắn rễ cây mỏng manh đang trong quá trình phát triển cắm sâu xuống lòng đất hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Ngày ngày, dưới bàn tay chăm sóc của bố em, cây mít non đã mọc được 5-6 cành tỏa ra xung quanh. Thân cây ngày nào nhỏ tí, giờ đã to bằng ngón chân cái. Trên cành cây, những chiếc lá rung rinh trong gió, đón nắng, đón nắng, đón mưa bằng tất cả. Sự căng tràn sức sống. Bố em bảo, chăm sóc cây tốt thì độ 2 năm sau mít sẽ kết trái vì đây là giống mít thái nhanh ra quả mà ăn rất ngon, có vị ngọt lịm, thơm đậm. Từ hôm cùng bố trồng cây mít ở vườn, ngày nào em cũng ra vườn tưới cho tưới cây, tưới cây cho chúng. Em thấy vui lắm và mong sao cây mít sẽ lớn thật nhanh cho những trái quả thơm ngon. Để em và mọi người trong gia đình cùng thưởng thức Em rất yêu quý cây mít nhà mẹ nhà em. Ước gì thời gian trôi thật nhanh để cây lớn lên cho em bóng mát và trái thơm. Em sẽ thường xuyên chăm sóc cây để cây luôn phát triển tươi tốt. Bài văn tả một cây non mới trồng đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé chào các con